Kính thưa quý vị, đang lắng nghe chương trình phát thanh Việt Nam Sydney Radio trên làn sóng 98.5 FM vào chiều thứ Hai ngày 14 tháng 5 năm 2018. Và thưa quý vị, để tiếp theo chương trình sẽ là tiết mục Tâm tình con dân Việt. Và trong buổi chiều hôm nay, được hân hạnh nói chuyện cùng với một người con dân Việt Nam và cũng là một người lãnh đạo tinh thần mà chắc có lẽ nhiều người chúng ta cùng biết, đó là Hòa Thượng Thích Không Tánh thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và Ngài đang có trên đường dây điện thoại để chúng ta tìm hiểu về những cái tình trạng hiện nay quý Phật tử và cũng như là của những người dân Việt Nam. Bảo Khánh Việt Nam Sydney Radio, chúng con xin kính chào Hòa Thượng ạ. Dạ, thầy Di Đà Phật cũng xin kính chào cô Bảo Khánh, cũng xin kính chào quý bà con khán thính giả của đài Việt Nam Sydney Radio. Và cũng đã lâu rồi thì hôm nay được quý đài gọi hỏi thăm, thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn và xin kính gửi lời thăm hỏi chúc mừng đến quý đài cũng như bà con khán thính giả ở bà con đồng bào cộng đồng người Việt quốc gia chúng ta ở bên Úc cũng như các nơi. Xin cầu chúc lành đến tất cả. A Di Đà Phật. Con kính cảm ơn Hòa Thượng. Và kính thưa với Hòa Thượng, trong mấy tuần nay thì chắc có lẽ mọi người cũng đang dồn cái tâm tình của mình về cái vấn đề ở miếng Thủ Thiêm. Và trong đó thì dĩ nhiên khi mà nhắc tới thì sẽ nhắc tới chùa Liên Trì đã bị san bằng. Kính thưa với Hòa Thượng, hiện nay thì cái vấn đề Thủ Thiêm đang nóng bỏng trở lại. Và Hòa Thượng có thể cho biết cái tâm tình của Ngài khi nghe về vấn đề miếng đất sắp đấu giá và bản đồ của quy hoạch của Thủ Thiêm thì biến mất. Xin Hòa Thượng có thể cho biết ý kiến của Ngài ạ. Dạ thì xin thưa quý đài với tất cả quý bà con, đồng bào, người trong cũng như ngoài nước. Thì ở đây tôi xin mạn phép để xin nói chung là có thể nói rằng cái vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam nó rất là tồi tệ. Thì đó là một cái, hãy nói rằng Việt Nam không có cái vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo cũng như các cái quyền căn bản về con người thì là cũng hoàn toàn cũng không có được tôn trọng. Thì riêng về cái mặt đó mà đất đai, nhà cửa, tài sản của người dân của các tôn giáo là cũng không có được được bảo đảm gì hết. Và họ cũng không có công nhận cái quyền tư hữu đất đai của các cái tổ chức tôn giáo cũng như của đồng bào. Dầu rằng chúng ta đã nhiều chục năm, nhiều trăm năm đã bỏ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, xương máu để xây dựng lên những cái cơ sở tôn giáo, những cái đất đai đó, nhưng mà rồi bị nhà cầm quyền nếu cầm họ vì các cái nguồn lợi thì họ lấy cớ này cớ kia để họ giải phóng mặt bằng, rồi họ giải tỏa, rồi họ cưỡng chế và họ lấy đi để rồi họ bán và họ đầu tư cho những cái nhà đầu tư khác để họ hưởng cái lợi dụng. Thành ra nói lên cái chuyện đó thì rất là đau thương. Thành ra chúng tôi bây giờ ở đây thì quý đài có nhắc những cái vấn đề của ở Thủ Thiêm, thì cái chuyện ở Thủ Thiêm phải nói rằng nó là một cái nỗi đau khổ chung của quý bà con ở đồng bào ở quận 2 hàng chục năm, 20 năm qua. Thì chúng tôi cũng là một cái nạn nhân ở chùa Liên Trì. Thì phải nói rằng là nhà nước họ đã giải tỏa cưỡng chế là săn bằng chùa Liên Trì để họ bắt các sư và cũng như các thầy ở chùa đó họ đưa đi đến một cái cô lập, đến một cái vùng hẻo lánh vắng vẻ để rồi không có còn những cái sinh hoạt thực sự gì được hết. Thì đó cái chuyện đó tôi nghĩ rằng quý bà con đồng bào cũng đã biết. Thì bây giờ ở đây thì xin thưa cô có nói về cái vấn đề là về nhà thờ Thủ Thiêm cũng như cái dòng bánh thánh giá và cái một cái trường học ở trường Thánh A Nà trước đây có từ trước 1975 của cái dòng bánh thánh giá lập ra để dạy các cháu đó. Thì gần đây á, trước đây á, thì họ cũng đã từ 1975 thì họ đã lấy cái phần đất của trường Thánh A Nà đó để họ trưng dụng và sau này thì họ lập cái ban phường đặt ở nơi đó.
Rồi bây giờ cái khu đất thủ thiêm đó thì họ đã quy hoạch và họ nói rằng họ giải tỏa để họ xây dựng đô thị mới rồi gì đó các thứ, mà sự thực ra thì họ lấy đất phân lô để họ bán nền để họ hướng cái lợi nhuận ở trong đó. Thành thử cho nên bây giờ thì họ cũng đâm một vài lần để kéo đến để định lấy cái phần đất của trường Thánh Anna đó. Nhưng mà rồi quý sơ cũng như quý vị ở nhà thờ Thủ Thiêm, quý linh mục ở đó này nhất định bảo vệ. Và nếu như bởi vì sau 1975 thì người ta nói là ta mượn cái trường học đó, cái cơ sở trường học đó để người ta sử dụng vào việc giáo dục. Nhưng mà rồi đến bây giờ đây thì họ không còn sử dụng vào cái việc giáo dục nữa, thì họ lại nói rằng bây giờ thì họ định ủi đi để họ lấy đất họ đầu tư. Thì bên nhà thờ nhất quyết bảo vệ và yêu cầu nếu không có dùng vào việc giáo dục thì phải trả lại cho nhà thờ, cho nhà dòng. Nhưng mà rồi họ vẫn không trả, và từ đó đến giờ thì đến gần đây á thì đã có cái dư luận rằng là họ đưa ra cái tin rằng là sẽ đem những nhà thờ cũng như chồng bến Thánh Giá đó và cái đất là 6-7 mẫu đó để mà đem ra để mà đấu giá để cho những nhà đầu tư. Và như vậy thì họ sẽ dẹp cái nhà thờ hoặc là dẹp cái dòng bến Thánh Giá. Thì nó như thế nào đó thì chúng tôi cũng xin thưa là cái dư luận của người ta đều biết về cái chuyện đó, cho nên hiện tại rất là người dân rất là hoang mang và đừng lo ngại về cái việc đó. Thì cũng xin đưa qua để cho quý đại được biết. Dạ, kính thưa với Hòa Thượng, là con nghe nói cái miếng về cái vấn đề cái bản đồ quy hoạch gì đó mà đã bây giờ kiếm không ra, thì đây là một cái điều nó có thể liên quan gì đến cái vấn đề mà họ đã san bằng cái chùa Liên Trì hay không, và như vậy mình có tiếp tục để mà khiếu nại về vấn đề này hay không, thưa Hòa Thượng? Dạ thưa với quý đại như thế này, thực ra cái chuyện mà họ tuy lùng bảo rằng cái bản đồ từ cái năm cách đây 20 năm rồi cả một bản đồ quy hoạch sau đó được thay đổi, rồi những cái bản đồ quy hoạch chi tiết sau này của thành phố hay là của những người nào người kia ký rồi đó, thì thực ra thì đối với tôi á, thì tôi nghĩ rằng bây giờ chẳng qua họ đưa ra cái đó dư luận, mà đưa ra cái đó để họ lấy cớ để mà họ có thể cần là cái mục đích của họ để có vẻ thanh trừng hay là loại bỏ hay là gì đó lẫn nhau. Chứ còn theo tôi á, thì là đối với cái nhà nước này á, thì là họ cần á, thì họ là muốn làm gì cũng được hết á. Họ muốn tạo ra mấy cái bản đồ mấy cái quy hoạch cũng được hết, chỉ có cái vấn đề người ta thắc mắc là cái quy hoạch đầu tiên á, thì không có cái vấn đề là giải tỏa nhà thờ hay dòng chúa Cứu Thế cũng như chùa Liên Trì. Nhưng mà sau này đó, nó có những cái vì cái lợi nhuận thì cái đất đai đó họ cần phải xóa trắng được các cơ sở tôn giáo để đất họ được rộng hơn, để rồi họ hay là còn chiếm luôn cả cái đất mà theo quy hoạch đầu tiên đó, là phải để ra khoảng 150 mẫu hơn để mình dành cho những cái bà con đồng bào mà gọi là tái định cư. Thì cái đất mà gọi là quy hoạch 150 mẫu để ra đó, cho quý bà con tái định cư, thì họ cũng đem họ phân lô họ bán nền đi để lấy tiền, rồi bằng cách đó họ cứ cưỡng chế và họ đền một số rất là một ít rất nhỏ để họ đẩy những cái gia đình đó để họ lấy đất, rồi họ đưa đi chỗ này một vài nhà đưa đi chỗ khác và để họ lấy cái phần đất cả 150 mẫu quy hoạch đó. Rồi bây giờ đây thì rồi sau đó thì vấn đề của chùa Liên Trì cũng bị họ cưỡng chiếm đây, nhưng mà đến bây giờ thì hình như là cũng chưa có cái đất của chùa Liên Trì, khoảng chỉ có không bao nhiêu, chỉ có khoảng 700-800 mét vuông thôi. Nhưng mà rồi thì bây giờ thì họ cũng để đó chứ chưa làm cái gì. Bây giờ thì lại có dư luận là họ cũng chiếm luôn cái đất của bên nhà thờ và dòng chúa nhà thờ Thủ Thiêm cũng như dòng bến Thánh Giá Thủ Thiêm, để cho những nhà đầu tư nào đó và họ đấu thầu để họ lấy. Và như vậy á, nhưng mà theo tôi á, thì là bây giờ nếu như là cái về những cái quy hoạch đó thì đối với cái chế độ này á, người này họ cầm quyền á, thì họ làm một cái rồi cái dự án chương trình của cái chương trình đó thì cái người khác bên thì họ lại bắt đầu họ thay đổi, rồi họ làm khác đi để họ hướng cái lợi nhuận ra là họ tham ô trong cái vấn đề đó. Thành thử cho nên nó cái vấn đề này thì nó cũng mình cũng phải hiểu nó là như vậy. Thì
thì xin thưa, nhưng mà tôi có một cái ý nghĩ rằng là với cái tình trạng trước đây á, phải nói rằng là họ đã ở đuổi đi cả hàng ngàn hộ dân, hàng chục ngàn hộ dân ở Thủ Thiêm, và bây giờ một số đông đó là rất là đau khổ, có người là phải đeo cổ tự tử, có người phải chết đi để bảo vệ miếng đất, mà rồi cuối cùng cũng không có được gì, cho nên rất là đau khổ. Thì còn riêng chùa Liên Trì thì lúc đó, bởi vì chùa Liên Trì nó chỉ có 5-6 nhà sư thôi, cho nên họ tấn công vào 400-500 công an, vậy họ bảo vệ không có cả trước lẫn sau, trước đó 30 ngày rồi cuối cùng thì làm sao mà mấy quý sư có thể chống cự được. Thành thử cho nên rồi thì họ khiên các nhà sư và họ đem đến một cái ngôi nhà tôn mà họ đã xây, để họ định đưa các nhà sư tới quán khúc ở nơi cái vùng ở cái dưới các lái hẻo lánh đó, để họ cô lập ở đó. Thành thử cho nên là mình cũng không thể nào đó kháng được. Thì bây giờ đây cái vấn đề của đất của nhà thờ và Thủ Thiêm, theo tôi thì là có thể họ đưa ra cái đoàn đó để là coi thăm dò dư luận, coi thử bên Công giáo, bên giáo hội Công giáo hoặc là giáo dân hay là nhà thờ phản ứng như thế nào. Chứ theo tôi là báo cáo là 100% họ không thể nào họ cưỡng chế được cái họ không có thể giải tỏa hay cưỡng chế được cái nhà thờ hay là dòng bến đánh giá. Bởi vì cái nhà thờ đất rất rộng và dòng bến thánh giá cũng rất nhiều, và ở trong cái dòng bến thánh giá đó càng 200-300 vị sơ, các vị sơ ở trong đó đã nhiều năm rồi, thì rất đông người thành đã ở đó. Và cái dòng bến thánh giá này là nó đã gần cả trên 150 năm rồi. Ở đây mình nói rằng cũng có nhiều người ta nói rằng có những cái vị đại sứ của Canada, ở Canada họ nói rằng cái nhà thờ Thủ Thiêm, cái dòng bến thánh giá đó nó có cái tuổi đời là còn hơn cả cái nước Canada nữa, và cái nền văn hóa nó đã lâu xưa như thế đó. Nhưng mà ở đây tôi xin thưa với quý bà con, đối với cộng sản nó không có coi cái vấn đề văn hóa hay là đạo đức hay truyền thống dân tộc là cái gì hết á. Nó chỉ là bởi vì nó là cái chủ nghĩa vô thần, nó cũng muốn xây dựng lại một cái kiểu đạo đức cộng sản, hay là nó muốn tái tạo lại một cái văn hóa của cộng sản theo cái tư duy của nó. Cho nên mình đặt vấn đề văn hóa rồi ở đây đối với cộng sản nó coi như nó cũng ăn nhầm gì, nó chỉ còn cái vấn đề lợi nhuận thôi. Nhưng mà ở đây thì theo tôi thì tôi nghĩ rằng tôi có một cái ý nghĩ rằng là nó không thể nào mà để cưỡng chế hay là giải tỏa cái nhà thờ ở dòng bến thánh giá được. Bởi vì trước khi cũng giống như trước khi mà nó cưỡng chế chùa Liên Trì giải tỏa thì nó lại cất một cái nhà tôn cũng dài đủ để chứa các cái tượng Phật và kinh sách cũng như là một vài nhà sư, mà nó cưỡng chế nó đem về đó. Thì nó làm cái nhà tôn nó xong xuôi rồi thì nó để ra một cái miếng đất nhỏ vậy, và đến một cái ngày đó bởi vì nó biết rằng mình không đi, cũng như quý sơ dòng số quốc tế cũng như linh mục chánh xứ là linh mục Tim, tôi biết rằng linh mục có là nhất quyết không có đi, nhất quyết sống chết ở đó, và quý sơ cũng vậy nữa. Anh đấy cho nên nó trường Phật chùa Liên Trì là nó nhỏ và nó ít người, cho nên họ bằng cách họ cưỡng chế một cách rất dễ, và họ đem xuống họ để họ xuất mấy thầy với thượng Phật rồi tất cả kinh sách rồi pháp ký rồi tu đóng rồi họ đem họ niêm phong và họ quán thúc, và cũng như là ở tại nơi cái ngôi nhà tôn mà họ đã xây ra trước cả năm trước đó, xây sẵn là một hồn nữa đó. Còn riêng về cái dòng chúa cũng thế, hay là dòng bến thánh giá của nhà thờ Thủ Thiêm, thì có thể nào mà họ tìm ra được một cái mảnh đất tương xứng, và trước khi mà họ cưỡng chế họ giải tỏa họ cũng phải xây nhà cái cửa đàng hoàng, rồi họ mới bằng cách họ xuất các cái sơ đó, các vị sơ hay là vị linh mục đó đến để mà an trí nơi cái vùng đất nào đó. Thì tôi nghĩ rằng không phải dễ mà nói là nó có cưỡng chế và đến mấy trăm vị sơ già như thế đó. Và đương nhiên là vị sơ này sẽ không đi, và nếu không đi thì nó sẽ phải cưỡng chế giống như chùa Liên Trì. Nhưng mà nó cưỡng chế như vậy thì tôi nghĩ rằng nó giải quyết làm sao, và nó đưa các mấy trăm nhà sơ đó đến ở vùng nào, ở đâu và sống như thế nào, nó phải tính như thế đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là cộng sản thì nó không có thể làm được mọi thứ, nhưng mà tôi nghĩ cái vấn đề này nó còn ảnh hưởng đến cả cái giáo hội Vatican, tòa thánh Vatican, hay là cả đến cái hội đồng giám mục Việt Nam, hay là cả cái cộng đồng giáo dân ở trên trong nước cũng như hải ngoại. Thì thành đối cho nên có thể họ đưa ra cái đòn gọi là đấu thầu vậy thôi.
mà cũng ai sẽ chủ đấu thầu cái đất đó, và ai sẽ tiến hành để mà làm cái việc cưỡng chế và sẽ đưa các sơ và các linh mục và các tu sĩ ra đến để an trí được một cái vùng nào mà họ định như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện đó rất khó, chứ không phải đúng đơn giản như chuyện của chùa Liên Trì. Ở đây chùa Liên Trì chúng tôi là vì chúng tôi là theo cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất truyền thống, mà vốn cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất truyền thống đó, của Việt Nam thì đã bị nhà nước họ đặt ra gọi bằng pháp luật từ mấy chục năm rồi, và tài sản cơ sở pháp lý của giáo hội thống nhất thì họ đã chiếm đoạt hết từ sau 1975, và bây giờ chỉ còn lại một hai chùa riêng chùa Liên Trì, đó là cái chùa còn lại cuối cùng của giáo hội thuộc Phật giáo Việt Nam thống nhất. Các cái sư của Phật giáo Việt Nam thống nhất xưa kia đó, nằm trong hội đồng viện hóa đạo, trong lãnh đạo cũng mua chuộc và lôi cuốn và để ngã qua làm việc cho nhà nước rồi. Còn lại một số ít như đại lão hòa thượng Thích Thiện Quang thì cố gắng để mà phấn đấu, thì ngài cũng đã bị là 30 năm bị quản thúc bị tù này, rồi thì họ đưa vào trong bệnh viện để mà chỉ có bệnh cảnh sơ sơ mà họ đưa vào bệnh viện để rồi mỗi ngày họ rút máu, họ rút máu như vậy là đại lão hòa thượng phải chết. Và Đức đại lão hòa thượng Quảng Độ bây giờ thì họ vẫn cứ quản thúc ở nơi Thanh Minh Thiền Viện. Còn riêng chùa Liên Trì chúng tôi thì mấy chục năm cũng cố gắng để mà góp phần cho cái công cuộc chung, thì bị cô lập bao vây cô rất là đàn áp rất nhiều, chúng tôi rất đơn giết thành thứ cho nên cái vấn đề nói chùa Liên Trì thì phải nói rằng là rất dễ thôi, nhưng mà đối với cái chợ thờ bài dòng chú tôi thấy cũng khó chẳng phải dễ đâu mà tôi nghĩ rằng tâm sáng thế nào làm được đâu. Ở đây tôi cũng xin thưa đây, mong rằng quý bà con công giáo và cũng như nên cầu nguyện và nên đoàn kết và có một cái tích cực nào đó để bảo vệ cái điều đó rất quý. Dạ vâng, thì xin thưa qua như vậy. Con rất là cảm ơn Hòa Thượng đã nói lên cái điều này, và hy vọng rằng là những người công giáo ở Việt Nam có thể hỗ trợ, sẽ tập trung để mà cái số đông sẽ có thể bảo vệ được. Con cảm ơn Hòa Thượng và xin Hòa Thượng có thể cho biết là như vậy thì hiện nay cái sinh hoạt của bên giáo hội, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã và diễn ra như thế nào và khó khăn như thế nào, Hòa Thượng có thể cho biết không ạ? Dạ thưa, thì phần của bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng như Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thực ra nó là đấy đó là hai, nhưng mà sự thật nó cũng chung là một. Thì chung trong một cái tinh thần hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thì riêng về quý thầy bên đại lão và thượng thích Quảng Độ thì vẫn đang bị gọi là cô lập và đang ở ngôi chùa Thanh Minh Thiền Viện suốt mấy chục năm qua, và vẫn bị bao vây phong tỏa như vậy, cũng không có làm được gì. Riêng bên này chúng tôi là bên phía Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì cũng kết hợp một số tất cả quý thầy cũng có làm mới với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cho nên là cố gắng để kết hợp lại để mà cũng có thể góp phần nhỏ nào đó là cho đối với đạo pháp và dân tộc và quê hương. Nhưng mà phải nói rằng là coi như họ cũng coi cái Tăng đoàn Giáo hội Thống nhất cũng như là Phật giáo Thống nhất vậy, cho nên họ cô lập bao vây phong tỏa rất là khó khăn. Cho nên trong hội đồng vấn đề muốn hội họp hay muốn sinh hoạt hay muốn tổ chức đồ gì rất là khó. Chẳng hạn như bây giờ riêng cái đó, quý Phật tử biết là chùa Liên Trì đó thì họ đã dẹp đi rồi, để các sư phải đi ở nhờ chỗ này chỗ khác. Thì phần chúng tôi cũng đi ở nhờ ở tại chùa Giác Khoa, và cũng quý thầy ở đây thì cũng có làm ủng hộ của bên thuộc Tăng đoàn Giáo hội, cho nên là cũng giúp đỡ cho chúng tôi. Chứ nếu như một cái chùa quốc danh hoặc là cái chùa nào mà trực thuộc theo nhà nước thì họ cũng không có dám mà để cho chúng tôi ở đâu, thì chắc là chúng tôi cũng biết phải ở như thế nào. Tuy vậy nhưng mà khi mà chúng tôi ở tại cái chùa Giác Khoa này thì họ bèn là coi như họ đặt cái máy camera trước cổng, và như vậy họ coi như là suốt đêm ngày như vậy ai ra vô là họ kiểm soát hết và họ biết hết, và làm cho quý bà con Phật tử nghĩa là họ thắc biết như vậy, họ thấy như vậy, cho nên họ rất ngại đi chùa Giác Khoa. Và cũng như chùa Liên Trì trước đây,
và họ còn nói đến những Phật tử là không có nên đi đi chùa phản động đó, làm cho bà con họ rất sợ và đã, họ đi lên hết tất cả. Thì chỉ có những anh em nào có lòng thì mới, Phật tử nào có lòng thì mới lui tới để cúng viếng lễ Phật thôi. Thì cũng khó khăn. Rồi quý thầy của tăng đoàn ở tại ngoài Huế cũng bị cô lập, cũng bị canh gác, cũng bị theo dõi. Rồi chẳng hạn như chùa An Cư, chùa Thượng Tọa Thích Thiện Phúc ở ngoài Đà Nẵng, thì bây giờ họ cũng hăm dọa là trong một hai tháng tới thì họ sẽ cưỡng chế luôn, họ sẽ cưỡng chế và giải tỏa giống như là chùa Liên Trì. Rồi chùa Thượng Tọa Thích Tỉnh Phước định sửa sang, và có một cái ngôi chùa mà tử người ta cúng dường cho chùa thì họ cũng không có cho mình phát hiện và không cho mình xây dựng ra cá. Rồi nói chung rằng là tất cả quý thầy ở trong tăng đoàn cũng gặp rất khó khăn. Và như quý đài cũng biết là trước đây cũng có những cái thầy thì chúng tôi cũng xin thưa là như ở trên Lâm Đồng á, thì có cái thầy Đại Đức Thích Chặt Tuệ đó, thì rồi họ cũng bị bắt nhốt tù mà bây giờ họ cũng chưa có xử. Thầy Nhật Huệ cũng, Đại Đức Nhật Huệ cũng bị bắt chung với anh Nguyễn Văn Đức Độ, rồi một số quý em khác ở trên Lâm Đồng, ở Đức Trọng, đến bây giờ cũng đang ở trong tù, gặp khó khăn mà rồi cũng ít có ai biết đến mà cũng không có ai. Rồi riêng về ví dụ như chùa của Thượng Tọa Thích Trích Minh ở dưới Tiền Giang á, thì họ cũng không có cho xây cất, họ coi như là thầy đó muốn xin xây dựng cái đàng hoàng, chùa đó hư đổ là lâu năm rồi, thì họ nói rằng là theo bên Phật giáo thứ nhất, theo bên tăng đoàn thì họ không có cho, và phải tham gia vô cái Phật giáo quốc danh của nhà nước thì bây giờ họ mới giải quyết, họ mới tạo cái dễ dàng cho. Thì đó thì xin đưa qua. Còn chẳng hạn như bây giờ ở ngoài Hà Nội mà miền Bắc cái chùa Non Đào của sư cô Đầm Hoa đó, thì mấy bao nhiêu năm giờ cố đi khiếu kiện trước đại thì nhà nước nó cũng ghét, cho nên là ngày nay nó xúi những cái số người dân nào đó vô chiếm cái chùa Non Đào của sư cô, và nó trục xuất cái sư cô này đi ra ở ngoài, và nó nói nếu mà sư cô này về ở lại cái chùa thì nó sẽ đánh chém rồi nó sẽ cướp đoạt tài sản hết. Thì sư cô này cũng trở thành một cái người dân oan, cũng rất là tội nghiệp. Thì sư cô này có vô gặp chúng tôi và tham gia vô trong liên đoàn, ở trong tăng đoàn cũng như tham gia vô trong hội đồng liên tôn cũng đó. Thì nhưng mà tôi nói thì bây giờ sư cô cứ ráng cố gắng đi, cho bây giờ chúng tôi cũng đâu có biết làm sao. Chính bản thân của tăng đoàn là chính bản thân không biết, và thượng tượng tội này cũng gặp rất nhiều khó khăn đó. Thì xin tôi tập trung là cái tình hình về nhân quyền, về các anh em có lòng đấu tranh dân chủ hay là bị chức sắc mà có lòng để và cho vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo, như chánh thị sự Hứa Phi, như linh mục Phan Văn Lợi ở ngoài Huế, chánh thị sự Hứa Phi ở trên Lâm Đồng Đức Trọng bị công an hành hạ đến độ mà bãi sủi luôn, bây giờ nó bao vây cô lập không có luôn cả nhà của cái chánh thị sự đó luôn, của bên đạo Cao Đài. Rồi thì quý vị như là bên Phật giáo Hòa Hảo, như cụ Nguyễn Văn Điền, hội trưởng trung ương của Phật giáo Hòa Hảo, thì tức là suốt cả hàng chục năm qua là nó bao vây, nó phong tỏ cái nhà mà cụ và ít ai biết. Và đến những ngày lễ của Đức Quỳnh Giáo Chủ thì cái ngày cử hành cái ngày lễ của Phật giáo Hòa Hảo của Đức Quỳnh Giáo Chủ thì là nó ngăn cấm, nó nhất quyết nó không có cho cử hành lễ gì hết. Trong khi đó thì cái Phật giáo Hòa Hảo quốc danh á, mà là cô cộng sản dựng lên á, thì nó cho làm xe hoa đồ rình rang đồ nó biểu diễn đồ này nọ, trong khi quý vị chân truyền, quý vị chính thống của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy này thì nó cô lập đàn áp đến độ những vị như là anh Nguyễn Hữu Tấn đó, một Phật giáo Hòa Hảo tín đồ ủng hộ bên giáo truyền thống, thì vì vị này có giữ miếng vải vàng mà nó cho rằng đó là như là cái cờ của quốc gia, vậy thì nó mời làm việc, và chỉ có làm việc tới 2-3 giờ sau thì nó đưa ra cái xác nó trả lại, và nó nói rằng cái vị này đã tự cắt cổ mà chết ở trong đồn, và sự thật thì cổ cắt đứt gần đứt giáp phần luôn, mà cũng thế nào mà một cái vị mà vô làm việc một lúc đã mời lên làm việc nó là rồi lại đi tự mình cắt cổ mà chết một cách đau đớn như vậy. Rồi bác Quân Hà cũng là một cái người Phật giáo Hòa Hảo thì bị nó bắt, nó kết án cả cái gia đình
và anh gia đình anh Phật giáo Hòa Hảo, anh Bùi Văn Trung cũng bị đàn áp, hành hung đánh đập và bắt tù đầy. Có thể nói là rất đông. Gần đây là những cái vụ vị như cũng có thể nói những vị như sáu anh em trong cái phong trào dân chủ đó, thời anh em dân chủ đó thì là cũng bị kết án một cách rất nặng nề. Chỉ có sáu người thôi mà họ kết án tức là gần 60-70 năm tù như vậy đó. Thì coi như là mục đích phải nói rằng rất là đau thương. Có thể nói rất nhiều việc mà ở đây thì chúng tôi cũng xin thưa là để quý đài có thể hỏi thế nào thì chúng tôi nhớ thì chúng tôi trình bày, chứ phải nói rằng rất là khó khăn. Và hiện tại cái hội đồng liên tôn của giáo hội Phật giáo của chúng tôi là năm tôn giáo thành kết hợp nhau chung là một cái hội đồng liên tôn Việt Nam. Thì trong tất cả khoảng gần 30 vị chức sắc của năm tôn giáo, gồm có Phật giáo này, Công giáo này, Cao đài này, Tin lành này, Phật giáo Hảo, thì kết hợp nhau cũng trong cái tinh thần là góp phần cho cái vấn đề dấn thân để vận động cho cái vấn đề tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, để bảo toàn cái lãnh thổ lãnh hải trước cái nạn gọi là xâm lược của tàu thẩm. Thì chúng tôi xưa là ở quê nhà chúng ta rất là có nhiều cái nỗi đau khổ bi đát lắm về vấn đề môi trường môi sinh ở Việt Nam, thấy nó rất là đau khổ. Ở đây thì chúng tôi cũng không có thể kể hết được, thì chúng tôi chỉ xin nói thoáng qua như vậy để quý đại được biết. Và quý bạn trường hợp cô Bảo Khánh có thắc mắc hay có cần muốn hiểu thêm nhiều vấn đề gì thì chúng tôi sẽ xin trả lời thêm để cho quý đại được biết. Dạ vâng, con cảm ơn Hòa Thượng rất là nhiều. Hòa Thượng nói đã vẽ ra một bức tranh là nhìn thấy rõ được cái nhân quyền Việt Nam rất là tồi tệ. Và thưa với Hòa Thượng là ngày hôm nay thì con rất là buồn khi mà thấy trên Facebook người ta đưa ra cái hình ảnh mà có những cái người du lịch bên ở Trung Quốc qua mà họ mặc cái áo thun mà có hình cái lưỡi bò, rất là công khai đi hàng đoàn người như vậy mà công an không nói gì, trong khi những người của mình mặc những chiếc áo nô du đó thì bị bắt ở tù vân vân. Thì chúng ta thấy là cái nguy cơ mà mất đất nước vào tay của Trung Cộng rất là gần kề. Thì trước cái vấn đề này thì chúng con cũng xin trước khi chấm dứt chia tay buổi nói chuyện này thì xin Hòa Thượng có những điều gì muốn nhắn gửi đến cho đồng bào đang lắng nghe đài trên khắp thế giới ạ? Dạ xin thưa đấy, như thế này thì cái chuyện đó thì rõ ràng rồi, cái chuyện gọi là đất nước chúng ta đã bị xâm lược, đã bị nô lệ và hoàn toàn là những cái người cầm quyền cộng sản Việt Nam nó trở thành ra những cái người gọi là quan thái thú của Trung Cộng rồi. Thì cái đó thì quý bà con đọc lại lịch sử thì đã biết mình đã bị như thế nào tuốt ra hàng từ xa xưa tới giờ. Thì bây giờ đây như cô nói đó thì rõ ràng rằng là trước đây đó và bà con anh em chúng ta mình mặc cái áo về cái Hoàng Sa Trường Sa, hoặc là mình mặc cái áo mà có cái hình lưỡi bò bị cắt đi thì là bị công an cộng sản Việt Nam. Sự thực ra nói công an cộng sản Việt Nam, nhưng mà theo tôi nghĩ đó là cũng là đó trở thành là công an của tàu này. Họ lại đàn áp anh em yêu nước rất là nặng nề, rồi bị cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tiếp tay và cho những cái người đó để đàn áp những anh em đấu tranh yêu nước. Trong khi đó thì bây giờ cái người tàu đó, họ qua họ không cần cái giấy tờ gì, họ qua nhập qua biên giới và họ không cần gì, họ qua đây họ tiêu xài, họ coi như đất nước này là cũng của họ, tất cả là coi như là họ mặc áo đó cái hình và biển đông như vậy là họ nói rằng là bây giờ Việt Nam này là của họ thôi. Xin thưa bà con, cho nên phải nói là rất là đau khổ. Bây giờ ở Đà Nẵng, Nha Trang, rồi các tỉnh miền Trung, Cao Nguyên, rồi Bô Xích, rồi từ Thác Bản Dốc, rồi từ các tỉnh, thì bây giờ tàu nó qua nó mua hết. Bởi vì Việt Nam này, mấy cái băng chức Việt Nam này, họ đem họ cưỡng chế, họ giải tỏa, họ lấy đất của dân, để rồi họ lại bán cho đầu tư cho nước ngoài. Chẳng hạn rồi họ bên kia qua lập cái hãng cột máy xa để thải những cái khí độc đó cho cả cái dân tộc, để họ nhằm họ tiêu diệt cái sinh lực và cái sức khỏe của người dân Việt Nam, để chúng ta không còn cái sức đề kháng nữa. Và như vậy thì chỉ cần bên cái tàu nó chỉ qua, nó đi thẳng tay qua nữa rồi nó chiếm đoạt thôi. Phải nói là rất là đau thương, đau khổ. Mà cái điều đó phải nói rằng bên phía tăng đoàn như cái giáo hội
chúng tôi đã cách đây cả mười mấy năm cũng đã có ra cái lời kêu gọi để làm sao để cùng nhau để đoàn kết kết hợp lại để chống cái sự xâm lược của Tàu Cộng, chống lại cái kẻ nội xâm bán nước, chống với cái kẻ Tàu Cộng để mà gọi là xâm lược quê hương tổ quốc của chúng tôi. Thì cái nỗi đau như mà có một cái là cái người dân chúng ta phải thiếu cái sự đoàn kết và cũng không có thể gọi là bỏ qua. Đôi khi người ta cứ vì những cái chuyện gì xa xưa rồi thị hiềm với nhau, người ở đệ nhất Cộng Hòa thì thấy người đệ nhị Cộng Hòa, người Phật giáo hay là người Công giáo thì các Tôn giáo thì kỳ thị lẫn nhau, và cũng không ai gọi là có cái lòng bao dung để cùng nhau để mà kết hợp để một cách thân thương để mà cùng nhau để làm cái công cuộc để bảo vệ quê hương tổ quốc. Thành cái nỗi đau cũng rất là lớn lao. Chính vì vậy cho nên hiện tại bây giờ Hội đồng Liên Tôn Việt Nam chúng tôi cố gắng để kêu gọi đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết trong nước cũng như hải ngoại. Bây giờ ở hải ngoại thì còn bao nhiêu đảng khác, bao nhiêu tổ chức cũng không có tổ chức nào chịu với chỗ tổ chức nào, và mỗi tổ chức thì cứ mỗi một cái đường lối và làm cho cái tình hình đất nước nó cứ rối ren ra như vậy. Thì cộng sản họ và cả trung cộng nữa họ cũng rất mừng đó. Rồi cái vấn đề biến đổi của chúng ta như vậy thì tàu nó cũng chiếm luôn rồi. Thì quốc tế qua đây, ví dụ như Việt Nam, nó là cái vùng biển đó là của Việt Nam, nhưng mà ví dụ như nước ngoài qua để mà đầu tư khai thác thì cũng đầu ký hợp đồng rồi, nhưng mà tàu nó ép á, thì cuối cùng là phải cắt cái hợp đồng đó để người ta phải đi về và không cho cái khai thác những cái ở Biển Đông. Thì điều như vậy thì chúng ta từ Biển Đông chứ từ đất liền, tất cả những cái cơ cấu thái thú của Việt Nam là gần như là nằm trong hết bàn tay của cộng sản, bàn tay của trung cộng, thì nỗi đau thương nó không thể nào tưởng tượng được. Tôi cũng không thể tả được hết, mà tôi nghĩ rằng quý bà con đồng bào ở Đức, ở Úc hay là ở Mỹ, ở Canada hay các nước không biết rằng có thể đoàn kết nhau để tạo thành một cái lực lượng đoàn kết một cách mạnh mẽ để làm sao để quốc tế vận, cũng như cả Úc luôn. Tôi vừa rồi tôi được biết đồng bào Úc có một cái biểu tình để ủng hộ cờ vàng của quốc gia và đấu tranh nhân dân quyền dân chủ Việt Nam, chúng tôi rất mừng. Nhưng mà cũng ít có chức sắc các tôn giáo hay những nhiều cái vị cũng còn thờ ơ. Còn ở Hoa Kỳ, ở Hoa Kỳ thì tương đối là tích cực, của Canada nữa thì gần đây được có cái luật mà MSP của Canada để chế tài những người mà đi Việt Nam mà bị viên chức Việt Nam vi phạm nhân quyền, thì chúng tôi cũng rất mừng. Nhưng mà sự thật ra thì chúng tôi cũng, nếu mà tất cả chúng ta không có kết hợp tất cả, tôi nghĩ rằng tất cả các nước ở Tây Phương cũng như Úc, Canada, Mỹ, Đức và châu Âu cùng nhau để kết hợp cái người Việt của chúng ta ở các nước, hãy cố gắng xóa bỏ hết tất cả những cái bất đồng, những cái dị biệt hay những cái mà ngày xưa vì cái hiểu lầm, vì cái sự gọi là không có nhìn ra được vấn đề, mà cuối cùng nó trở thành ra rồi nó làm cho cái bối cảnh chính trị Việt Nam nó phức tạp ra. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà tất cả chúng ta cùng vì dân, vì nước, vì một cái tương lai của tổ quốc dân tộc Việt Nam trước cái nạn nội xâm và cũng như ngoại xâm của nội xâm của ta, chúng ta của Việt Cộng và ngoại xâm của Trung Cộng, chúng ta phải cố gắng đoàn kết thì mới có thể mong giải cứu được quê hương chúng ta. Mà nếu chúng ta vẫn cứ phải hỏi theo cái suy nghĩ riêng tư, cái bản ngã riêng, cái quyền lợi riêng của cá nhân chúng ta, của đoàn thể chúng ta, của tôn giáo riêng của chúng ta, thì tôi rất đau khổ, và chúng ta có thể sau này sẽ chết trong ân hận và có lỗi với tiền đồ của dân tộc tổ quốc chúng ta, không thể nào mà có thể giải được. Tôi xin thưa không thể nói được nữa, thì xin có mấy lời như vậy để xin thưa quý bà con được biết. Con rất là cảm động và xin cảm ơn những lời nhắn gửi vừa rồi của Hòa Thượng Thích Không Tánh, và chúng con sẽ cố gắng để đưa những cái lời này đến cho nhiều người cùng nghe. Và con xin cảm ơn một lần nữa, và chúng ta sẽ phải chia tay ở đây. Và con kính chúc cho Hòa Thượng cũng như tất cả các chức sắc bên của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Dịch Việt Nam Thống Nhất được mạnh khỏe và được sự bình an. Và xin Hòa Thượng gửi lời chào đến thính giả trước khi chúng ta chia tay. Dạ, xin kính chào tất cả quý bà con khán thính giả của đài như ở Úc Châu. Xin kính cảm ơn cô Bảo Khánh, cũng xin kính gửi lời chúc mọi sự gửi đến bình an.
điều chúng ta phải nghĩ đến là cái họ mất nước, là cái nỗi đau khổ của dân tộc chúng ta sau này đó, để mà chúng ta có thể góp phần như thế nào đó. Con cảm ơn, xin kính chào. Con kính chào tạm biệt. Ai Di Đà Phật.